ATM Lucky, Lucky Meal, đồng hành cùng chương trình. Trung Quốc đã đưa ra an toàn sinh học để bảo vệ nguồn cung cấp lợn. Nước này đã xây dựng mô hình khách sạn lợn như một giải pháp mới trước những tác động của dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi. Một tòa nhà cao 13 tầng ở miền Nam Trung Quốc đã được trưng dụng để nuôi 10.000 con lợn. Và tại đây, lợn được sống trong môi trường an ninh nghiêm ngặt với camera giám sát, lối ra vào hạn chế, dịch vụ thú y tại chỗ và bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận. Mô hình này có biệt danh là khách sạn lợn, được xây dựng bởi công ty bao gồm Mayan Food và New Hope Group, mô phỏng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt mà các nhà cung cấp lớn ở các quốc gia khác đã sử dụng để ngăn chặn sự bùng phát của căn bệnh quái ác. Đây được coi là một giải pháp bảo vệ nguồn cung cấp lợn khỏi virus, bao gồm cả virus gây dịch bệnh tả lợn châu Phi từng khiến nước này mất một nửa đàn lợn trên toàn quốc vào hồi năm 2018-2019. Hiện Trung Quốc cũng đang cố gắng cải thiện tỷ lệ chăn nuôi công nghiệp của mình. Đồng thời, theo thống kê, Trung Quốc cũng là quốc gia tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới.